sorry nha. Xin chào mừng em cùng quay trở lại với chúng tôi. Ok, hôm nay chúng ta đã cùng đến với con vũ khí cận chiến mới tinh của VTC, đó chính là con Thiên Long Đao. Một con dao thì nó là trong truyền thuyết. Đây là con dao chuyên đi trên rồng mà bạn thể nhìn thấy trên mặt của nó có một cái biểu tượng là một con rồng và nó dài vãi đái luôn, nhìn thì biết rồi. Nhìn thì dài như này chưa biết là nó chém như nào. Bây giờ mình sẽ chém chuột trái vào đầu thằng này nhá. Chém được. Chuột trái của nó rất nhanh mà. Nhanh hơn cả Garrick và cũng cái tốc độ vung như kiểu là Garrick mà nó nhanh hơn đấy. À đây này, ở tính ép này bây giờ là có cả quét vũ khí này. Là các bạn có thể quét được vài vũ khí mà. À đâu, sorry. Mình đang dùng cái loại con súng vip. Đang đang đi quét vũ khí đấy thôi. Chứ còn thì quay, chuột phải nó hay á. Chuột trái siêu nhanh. Chém headshot không biết là nào, nhưng mà vừa rồi chém một phát headshot đấy. Không biết là nó hết máu hay là như nào. Mày làm gì em ơi? Chuột phải con này hai nhịp ạ. Một nhịp trước là nhịp quét toàn bộ qua bên bè ngang, và nhịp sau là nhịp đâm chí mạng. Với pha chí mạng này thì bảo kích chắn lên đến hàng nghìn chứ không phải gì. Làm gì anh trai? Đây là gì đó? Đây là gì đó? Nhìn cái gì? Rồi tử vong. Bây giờ mình đang làm quen với vũ khí tại cùng xem nó chơi như thế nào nha. Vượt trái nó nhanh như thế này thì chắc chắn là mình chém headshot rồi. Nhanh thế. Một dài bãi hàng luôn mà nhìn chung nó rất đẹp. Có lẽ là bây giờ VTC ra màu vàng và trong vài ngày nữa thì VTC sẽ cho ra màu vàng. Rồi chém một phát vào đầu không chết. Có lẽ con này sẽ không chém được headshot con giáp đâu bạn ạ. Con này mà chém headshot con giáp thì chắc được loạn mất. Kêu không đúng lúc cho ai đi.
đúng rồi. Con này chém headshot được, hay đấy. Con chuột không phải của nó thì nó nhiều nhịp quá nên cảm giác hơi bị cuống tay thế. Có lẽ là một vài ván nữa thì mình sẽ quen hơn. Và xin chào mừng quý anh em đang cùng quay trở lại với trận đấu tiếp theo về Thiên Long Đao, một loại vũ khí trong truyền thuyết và có lẽ nó đã tồn tại từ rất lâu rồi trước khi mà chúng tôi khai quật lên. Thì bây giờ nó nằm trong tay của mình rồi. Đây là một vũ khí có thể nói là đi giết rồng. Nhưng mà khổ nỗi là trong đột kích để không ai chơi rồng cả. Lù dù là bị nó giết. Thì ngắm gì. Cái con này thì chấm chuột phải của nó cũng khá là nhanh này. Và cái tầm ảnh hưởng của nó rất xa. Đã thế nó còn thêm một nhịp đó là nhịp tâm nữa. Mày giết tao không? Mày tao không? Mày giết tao đấy không? Úi chưa. Ô này hồi sinh ngay này. Hồi sinh ngay này không chết nào. Chém gì đấy? Quay quay lại để chiến đấu như anh không biết. Có lẽ mình để cũng đồn hơi nhanh. Chém loại kiểu gì? Không đồn chuột 2 nguồn mà kêu nhanh là sao nhỉ? Hay là cho cái gì? Cái này chém hơi khó lắm thế. Từ từ phải mất thời gian làm quen. Chứ đâu thể nào chơi một loại vũ khí bà rô ngay được mà. Cái gì phải từ từ đó. Mà tao đâm rồi mà tại sao mày vẫn chém được headshot này? Quá là vớ vẩn nhỉ? Rồi chỉ như móc đi. Chị mau lên! Đấy! Đâu mà hai thằng chết đấy! Thì là chém headshot kìa! Cuộc đời thì đi xuống quá đấy! Hôm qua đẹp trai như vậy mà hôm nay á! Thằng này đúng không? Thằng này đúng không? Nào của tôi.
ôi mày vung cái gì đây? Chém vui đấy, con này chém vui đấy, ngày mai chém là vui đấy. Con biết là trượt nhỉ? Cố tình trượt vào đấy thôi. Trượt thật ra chết vẫn chết. Chết trước thì chết sau thôi. Để gì em? Mới về nhà xe chính là con Thiên Long Đao, một loại vũ khí của trời. Đây, thì
nhớ hết ủng hộ mình làm các video tiếp theo nhé. Đừng quên dành một đăng ký.